Chào buổi sáng ngày mới tinh mơ tất cả mọi người. Hôm nay lại là thứ sáu rồi. Tối nay ba mẹ con lại đi ra sân bay để đón ba sáu Trích. Yeah, thế là lại cuối tuần. Bây giờ mẹ con sáu Trích ngồi ăn sáng này. Em Trích ăn sáng rồi. Em đang đứng kia ở trong cái cù cù cà cà của em, gặm bánh gặm răng. Mẹ em với sói bây giờ sẽ ăn món này là món Nutella sandwich. Nutella sandwich ăn sáng. Gót chân của mẹ em vẫn đang rất là đau. Đây, chỉ là bánh mì nướng ý. Sau đấy là mình quết Nutella và gập lại thành như cái bánh sandwich như thế này. It's not for Joy. No, it's for you. Nutella sandwich. Oh, it's broken. No, it's not. Con ăn đi. Mommy, see your watch. Ooh, very cool. Ooh, em ăn đi. Em Trích muốn gì? Em Trích muốn trái gì? Bà nội em cũng chuẩn bị sang đây. Em Trích muốn trái gì nào? Chưa chưa. Nắng à? Nắng hắt vào em à? Nắng hắt vào em cho buổi sáng này cho nó khỏe. Úi giời, nhăn nhó. Đây đây, bánh ngậm răng của em đây. Xem lại vứt cái bánh ngậm răng. Cứ ăn sáng xong ấy là em đến giờ quay về giường em ngủ nên thành ra em khó chịu ấy chứ. Qua đây mẹ xem nào. À, quay sang đây đi. Quay sang đây mẹ mới nhìn được không thì tối không? Chovy, Kikaboo. Em chào. Ôi trời, em chào thế. Tối hôm qua em hơi nóng nóng. Em vẫn đang mọc răng mà. Ơ. À. Chị ơi, mẹ. Mẹ. Ngon không sói? Có ạ. À. Ngon quá. Ngon quá. Joey. Em Trích ơi. Mẹ em vẫn chưa tìm thấy cái băng đô của em Trích đâu cả. Cái băng đô hôm đi biển ấy. Tìm tất cả các túi rồi không thấy đâu. Raphael, are you not having your breakfast? Anh sói không ăn sáng để mẹ lấy cái Nutella sandwich away nhá. Hacha. Hi. 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 Ai nhỏ mà cha cha. Nói chuyện với mình nhỏ mà cha 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 cha. Sorry. Chị ơi. Chân em như kiểu là múa ba lê. Đứng ở trên ngón chân. Oh. What? Are you sleeping? Puffy. Anh sói tự nhiên lại ra đây nằm ngủ là thế nào? Hiya. Hiya. Wow. Trích nói chuyện, Trích nói chuyện, Trích nói chuyện. Zoe, clap clap the handy. Daddy coming home. Nhảy. Clap clap the handy. Daddy coming home. Penis in his pocket for his little girl. Oh, so the pocket, the pennies for Raffi then? Yeah. Oh, okay. So là tiền ba làm ra không phải là để cho Trích. What are you doing? Con làm gì đấy? Con làm gì đấy? Sao lại có cái thái độ như thế với em? Thế là không hay nhá. Nha. Phải yêu thương em chứ, chia sẻ với em chứ. Dạ xin lỗi em. Cuddle Zoe and say sorry, please. Cuddle. Give Zoe a cuddle. Đây là hiện tượng sáng dậy vẫn còn ngái ngủ đấy ạ.
Nào, ngái ngủ nhưng mà dậy một cái là biết vơ lấy cái đồng hồ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ giúp con. Mẹ giúp con đeo đồng hồ vào. Ouch. Thôi con đứng lui ra đi, cái gót chân này của mẹ đau lắm. Con chạm vào nhẹ nhẹ thôi mẹ cũng thấy nhói, mẹ cũng thấy đau này. Con đứng lui ra đi. Đây. Ôm chân mẹ thế này. Thế này thì làm sao mà tôi đi đâu được? Làm sao mà tôi đi đâu được? Có cái bác này. Cái bác này. Rồi, rồi. Chị ơi. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây. Chị đang hát theo. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Yeah! Hát bài khác nha. Nhà em có con gà trống, mèo con và cún con. Hát thì phải quay mặt ra khán giả chứ các bác này. Gà trông gáy ó ó ó, mèo con chăm rình bắt chuột, cún con chăm lo quét nhà. Ha! Bài gì nữa nhỉ? Hàng con cào cào có cái cánh xanh xanh. Cánh xanh xanh đúng không? Mẹ em không nhớ bài này. Nó bay rất nhanh từ bụi cây qua bụi cỏ. Con cào cào có cây. Có cái gì nữa? Có cái gì? Xong rồi là nó thích thể thao nên là nó nhảy rất cao. Mẹ em không nhớ. Áp đạp đạp. Bê bê bồng bông, hai má hồng hồng. Mẹ mua xe gỗ cho bê ngồi trong. Bao giờ bê lăn đưa bê về phố đông. Clap clap ta hàn gì, daddy coming home. bài tín hiệu để em vỗ tay. Pennies in his pocket for his little boy. No, Zoe didn't do anything to your train. Mẹ, em gọi Uyên soi gương, soi gương. Mẹ. Ui chồm, ui chồm gương. Mẹ. Nhầm. Clap clap ta hàn gì, daddy coming home. My watch. I didn't do anything to your watch. Mom. Are you serious? Yeah. Oh, Fluffy. Áo của con có một cái lỗ này. Này, không ăn uống đi, không ăn uống đi. Giày hết Nutella ra tay rồi. Okay, mommy fix it, okay? It's broken. What broken? My t-shirt. Oh no. Ding 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 ding. Bao hoàn cảnh thế, áo bác bị thủng một lỗ. Bao hoàn cảnh quá, áo bác bị thủng một lỗ. Thôi đấy, mẹ để cho con ngồi im. Can mommy have a cup of tea? Please. Bao giờ mẹ em bảo như thế mà em đứng dậy, em đi pha cho mẹ một tách trà nhỉ? Nhanh thôi, nhanh thôi. Em nhỉ? 7-8 năm nữa, nhanh lắm. Có khi là 5 năm. 5 năm nữa là sói 9 tuổi. Em thích đang soi gương. Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai nham nhở được bằng Trích Thúy. Ấy.
Ê. Clap clap the hands. Daddy coming home. Daddy's in his pocket for Raphael. Clap clap the hands. Incy wincy spider walk up the water. Water pop. Whoa. I did not. Sói cứ tháo cái đồng hồ ra xong lại bảo là mẹ tháo ra của con. Sao phải look at rồi. Rồi funny. Look look. Con nhìn em này. Em đang tập thể dục ấy. Ba bố cho 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 mẹ em đi pha trà đã nào. Không thì vlog ngày hôm nay cứ ngồi thế này, vlog thì vlog ngày hôm nay 40 phút, 50 phút, 1 tiếng mất. Pum pum pum. Sáng nay bà nội sói chết có sang bên nhà ngồi uống trà với mình. Rồi là hai mẹ con ngồi sơ móng tay. À, mặc dù muộn 1 tiếng đồng hồ so với giờ nhóm chơi rồi, nhưng mà mẹ em vẫn đưa hai anh em sói chích xuống đây chơi một tí. Vì là kết thúc nhóm chơi thì thường mình đưa hai anh em sói chích ra cái chỗ khuôn viên chơi ở bên ngoài nhóm chơi này cho hai anh em chơi nữa. Cho hai anh em gặp các bạn nữa. Đến nơi rồi. Ba mẹ con sói chích vào nhóm chơi đây. Con cài nó lại. Nào. Nhảy, bùm. Nhanh 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 để mẹ đóng cửa. Để lượt chích ra. Anh sói đứng đấy đợi mẹ nhá. Hào nhanh nha. Ba mẹ con đến chơi thì các cô bắt đầu thu dọn nhóm chơi, cất đồ chơi đi. Nên là mình chỉ ngồi ở trong đấy chơi một xíu xíu. Sau đấy mình với bạn mình, mẹ của Hunter Liam ấy, đưa trẻ con ra khuôn viên chơi ở bên cạnh nhóm chơi. Chơi một tiếng đồng hồ mới đi về. Trên đường về mẹ em có tạt vào siêu thị và mua hai cái khung gà về để luộc để bây giờ ngồi ăn nhâm nhi đây. Còn em sói thì đã ăn trưa rồi, em ăn chim xăm. Đi ra ngoài mà đi nhóm chơi thì kiểu gì đi về sói cũng được ăn chim xăm. Em chích về cuối ngủ. Mình sẽ phải nghỉ ngơi để chiều tối nay còn lấy sức đi sân bay đón ba sói chích nữa. What happened? Lại đi shop buy chim xăm á? Anh có chim xăm soup. Ồ, con ăn rồi mà. Con ăn rồi, bây giờ lại còn đòi đi ra shop ăn để làm gì nữa? Đây, ăn thử cái này với mẹ này. This is a chicken. Chicken frame. Chicken frame is good open. Mm-hmm, it's very nice. Cực kỳ ngon luôn. It's put stuff in it. Nah. Can mommy have that please? Cái lược mới mẹ em mua. It's put my watch in it. Nah, nah, ah, ah, ah. No. Put what? Khung gà đây. In it. Lườn họ lọc ra để họ bán riêng. Không biết là ở đây có bạn nào thích ăn kiểu gặm gặm như mẹ sói chích không? Ví dụ như là ngồi hoặc là đi ăn cỗ ở đâu ấy, thì mình chỉ nhăm nhăm vào chỗ nào mà cổ cánh này, chân gà thôi. Còn thịt, đùi là thôi. Không thích ăn, không thích động sờ vào gì cả. Nên là sang bên này mình thi thoảng hay đi siêu thị mua những cái khung gà này này. Mà ở đây thì chỉ có một cái siêu thị duy nhất ở gần nhà sói chích bán cái khung gà này thôi. Ở cạnh cái chỗ mà bình thường mình hay đi, ở cạnh cái siêu thị Google bình thường mình hay đi. What happened? Your watch. Sói chích ăn trưa đây. Ăn bữa trưa đạm bạc đây. Sao? Ok. Can you call mommy in Vietnamese? Bà ơi á. Bà là gọi mẹ trong tiếng Việt là gọi bà ơi. No, you call mommy magic word so mommy can help you. Yes, mẹ ơi. That's right. You want mommy help? Ok. Ôi ôi ôi, cái anh thanh niên này. Can you call mommy again?
Maui. Thank you. I love you. I love you. Is that nice? Yeah. Đến giờ ăn vặt của sói. Sói nói từ magic word như thế nào nhỉ? Magic word to mommy. I want that my watch on. But what is your magic word? In Vietnamese. Ma ơi. Say it loud and clear. Ma ơi. Yes. Con muốn gì? What you want? Mẹ ơi giúp con. Now say it loud and clear. Mẹ ơi giúp con. Yes. What would you like? You want to try some apple? No. What would you like? Con thích cái gì nào? Two snack bar. Say it again. Say magic word. No, no. Say magic word. How you call mommy in Vietnamese? No, you need to say magic word so mommy go get you snack bars. No, you just said it before. Listen to mommy. Mẹ ơi giúp con. No, there are no snack bar then. Không nói. Okay. Không cho em snack bar thì thôi em ngồi ăn chippy vậy. Mẹ ơi giúp con. Này. Sói biết đấy, sói biết đấy. Nã à. Đấy. Đấy, sói biết đấy. Đấy. Sói biết đấy. Sói biết đấy. Sói biết hết. Rất lông bự. Hả? So do you remember now? When you need mommy help, you need to say, mẹ ơi giúp con. Mẹ ơi giúp con. That's right. That's correct. Em biết bây giờ là gọi mẹ. Mommy không được là quay sang mẹ ơi. Mẹ ơi. Ngon ngon. Ngon ngon. Sói, sói. 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 Ngon ngon. Nhung nhung. Nhung nhung. Mất mất mất. Ngon ngon. Can you make mommy happy please? Nhung nhung. Ngon ngon. Yay yay. Yay. No. Em ngủ con. Sói ngồi ăn vặt. Mẹ ra ghế sofa nằm nghỉ đây nhá. Mommy go lie on the sofa. No. Yes. Sit on the sofa. Mẹ nằm không được mà bắt mẹ ngồi. Mẹ yêu sói. Không, sói. No, no, no. Sói nói sói yêu mẹ. Sói yêu mẹ. Em có hứng là em sẽ nói. Mẹ sói check xếp cái Rubik được đến cái bước thứ 6 rồi đây. Còn một bước nữa thôi, còn một bước nữa thôi là sẽ hoàn thành cái Rubik này. Mommy Chanel give me a sticker. Did she? Yeah. Do you like it? Yeah. Yeah. Did you say thank you Chanel? Con nói cảm ơn. Cảm ơn. Cô Chanel. Cô Chanel. That's right. Cô Chanel. Cảm ơn cô Chanel. Em có cái miếng dán stickers. Ở nhóm chơi cô Chanel đưa cho mỗi đứa một cái sticker khi nhóm chơi kết thúc. Ha ha ha, cái này để khi nào có thời gian ngồi
Thường là mình xếp vào buổi tối khi trẻ con đi ngủ hết rồi mình ngồi uống trà thư thái và ngồi xếp. Dada. Em thích dậy anh sói rủ đi sang bên phòng anh chơi. Let's go to my room. Okay. Raffy reads Zoe a book. Anh sói em đọc sách cho em đấy. Mẹ em mệt quá. The end. The end. Đọc có một trang. Em khỉ ngủ ở trên giường của em khỉ xong đã hết chuyện rồi. The end. The end. No jumping. No. Are you okay? Joey. Chích nói chuyện. Mati. Mati. Joey. Mati. Putti putta. Stand up. Em Chích đứng dậy mẹ xem nào. Chích đứng dậy. Anh sói. À ha ha. No. À. Nào con không nhảy thế nhá. Con có nhớ mẹ kể chuyện được trước không? Không phải là kể nữa. Mà là có một bạn ở nhóm chơi. Bạn ấy cũng ở chơi ở nhà. Xong bạn nhảy thế mà bạn gãy chân đấy. Vì là khi mà các em ấy nhảy xuống xong rồi là giữ thẳng đứng chân ấy, quên không á, đấy. My head bump. Did you see what happened there? Did you see what happened there? So do not jump. Con thấy chưa? Ha ha. One more time, you got bump smack. Nhảy một lần nữa là mẹ tét vào mông, mẹ với em Chích đi ra ngoài. Bum smack for Raffy. Bum smack. I want to be nice to listen. Hey, stop. I want to be nice to listen. So do not jump. Nháy 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 nháy. Nháy nháy nháy. Em chơi trong này một tí rồi em ra ngoài em ăn custard nhá. Anh sói. Con đừng chui vào đấy. Em nhìn thấy con chui vào đấy là em sẽ học theo. Look, it's got toys on that, mommy. Mm-hmm. It's got some toys on that toy. Hi, Chu Chu. Hi, em đứng dậy đi. Em đứng dậy đi. Stand up, Zoe. Raffy, can you pull that cord underneath the bed? That one. The plug underneath the bed. Con đẩy cái đấy vào trong gầm giường. Đúng rồi, đẩy vào trong gầm giường. Push it underneath the bed. Go. Mẹ bảo đẩy cái đấy vào trong gầm giường. Anh tháo ra anh lại lắp vào. Did you do that? Can you push it underneath the bed? Sao không hiểu mẹ nói gì à? Không em ra để em lôi bây giờ. Em lôi cái dây bây giờ. It's too big. What too big? Em Chích có một cái thú vui nữa là lao đến cái kệ quần áo kia và lôi quần áo của anh sói ra. Kể cả bên phòng mình cũng thế, là em cũng thích lôi quần áo ở trên cái kệ quần áo của em ra. Why mommy? I'm not pushing under bed. Nah. Can you read Zoe a book, please? Push it under the bed. Go. Push it in. Inside. No. Not plug it in. Push it. Push it, mommy. Zoe. Mẹ. Where's the plug, mommy? Mẹ. Now. Đối tượng nguy hiểm kìa. Thả. Nói lại mẹ. Blah.
Anh sói nhá, hồi bé chỉ cần nghe thấy mẹ nói là đang làm gì là phải dừng ngay. No jumping, ha. Sit down. Be nice. Đấy, em thích. Em thích. Mẹ em nói mà. Cái thú vui của em đây mà. No. Zoe! Not in there. Get out of here. Đi lui ra. Không chơi ở trong cái góc này. Mẹ sẽ chuyển cái này ra đây. Mẹ ngồi ra cái góc này để cho John chị không lao đến đấy nữa. Ôi dồi. Zoe, stand up. How? Chích bảo làm thế nào? How? Push my blog. Yeah. Ta bố chú bị chí bố đù. Anh sói cũng nói chuyện kiểu baby Jake à? Raffi, are you talking baby Jake? Are you hiding? Anh sói trốn, anh sói trốn, anh sói trốn là gì chứ? Anh sói trốn. Zoe. Mom. Yes. No, magic word. Magic word. No, magic word. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Em chích, đối tượng nguy hiểm. Ha ha ha. Ha 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 ha. Đây mẹ đỡ một tay, mẹ đỡ một tay, em đứng dậy, em đứng dậy. Em đứng dậy. Em đứng dậy. Anh sói nhá, thôi nhá. Không chơi cái trò đấy nhá. No, this is dangerous. It's very dangerous. Why? Because if you break your leg, you need to go see a doctor. And you can't run anymore. I want run. Em thích đứng sọ. Đứng sọ. Không bỏ long quăng nữa. Zoe. Up. Uh-oh, hai đứa này. Hự cái gì mà hự? Wee! Chích đứng dậy. Wee! Con ơi. Phá rẻ mà. Zoe got another book. Raffi, Zoe got another book. Kìa em chích vớ được quyển sách khác này, con này em lại đưa vào miệng bây giờ này. Này. Ha. Hello. Anh nhầm. Ơ chị bây giờ. Chích thi thoảng cứ như là em đang nói cái gì ấy. Kiểu em có một cái câu chuyện riêng của em ấy. Ew, yucky, ew, yeah. Zoe, ew, yeah, yucky. Ah, yucky. Stop that monkey. Stop that.
Zoe, Zoe. Tickle, 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 tickle underneath it. Tickle, 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 tickle. Hey, tickle, tickle. Hey, tickle, tickle, tickle. Boo. Tickle, tickle, tickle. Em này, em này, nghe mẹ nói. Nghe mẹ nói. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Oh, Rafi, are you hiding? Oh, where's Rafi? Jump on your bed. Yeah. Nào em thích con lên đây nằm với anh sói không? Hai dạ. Hai dạ. Cầu 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 rồi cầu cầu cầu. 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 Lại quay trở lại cái góc này. Sói lôi cái túi pin bé bùm cả vào đầu em thế à? Bùm cả vào đầu em trẻ. Em nằm xuống đây. Em nằm xuống đây. Nha. Ôi dồi, mệt mệt với hai anh em quá. Bày trò để nghịch với hai anh em nhà này là khá vất vả chứ không phải đơn giản đâu nhá mọi người nhá. Mẹ em sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây để còn ngồi dựng vlog nữa. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà Sói Trích thì chia sẻ vlog của nhà Sói Trích trên trang cá nhân của các bạn để ủng hộ kênh của nhà Sói Trích. Sói đang tấn công mẹ. Và nhà Sói Trích sẽ lại hẹn gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhá. Bye. Say bye bye. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Raffi, Zoe, bye bye. Bye. Bye Zoe. Shh, shh, shh. Zoe, shh, shh, shh. Bye bye. Em tự đứng, em tự đứng, em tự đứng. Yay! Well done, Zoe! Yay! Yeah, Rafi, look! Yay! Again, again! Em đứng lại mẹ xem nào. Woohoo! Em đứng lại mẹ xem nào. Nào, 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 nào. Come on, come on. Đây, đây, đây. Em bám vào chân mẹ. Em bám vào chân mẹ. Em đứng dậy, em đứng dậy. Woohoo! Woohoo! Em chích đứng, em chích đứng, em chích đứng. Again, again, again. Again, again, again. Okay. Em đừng ngoài ra, em đừng ngoài ra. Đứng một lần nữa mẹ xem nào. Đứng một lần nữa mẹ xem nào. Yeah. Em lại vô ích. Cố lên. Một lần nữa. Một lần nữa rồi mẹ dừng vlog nào. Nào. Come on. Come on Zoe. Come on. One more time. One more time. Một lần nữa nào. Nào một lần nữa. Em đứng dậy, em đứng dậy. Wow. Yeah. Come on. Wow. Ta-da. Ta-da, 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 ta-da. Em đứng thẳng người, đứng thẳng người, đứng thẳng người. Em đứng thẳng người. Well done. Bye bye.